nhà tươi pháo hồng. Em ơi pháo vui như vô tình sẽ nát tim anh. Bao nhiêu ước mơ nay phải tàn, tình ơi phũ phàng. Một ngày dù duyên chưa thắm, chuyến đò xưa sao nỡ. Chung cuối là từ để chỉ những gì đẳng cấp nhất, cao quý nhất, đắt giá nhất, hay nhất và đẹp nhất. Với chiếc BK BPC R300 cộng, một trong những chiếc vang số được coi là chùm cuối của những chiếc vang số đến từ thương hiệu Nhật Bản này. Trên BPC R300 cộng tích lũy và đúc kết những gì hay nhất, những gì giá trị nhất mà các kỹ sư của Nhật Bản có thể đem lại vào một chiếc vang số. Với công nghệ hệ thống âm thanh đem ra 7.1 thì chiếc vang số này giúp các bạn có thể trải nghiệm âm thanh karaoke, nghe nhạc và đặc biệt là xem phim như tại rạp chiếu phim. Và với chiếc vang số này nó còn đắt giá ở việc đó là với số lượng tung ra thị trường toàn châu Á, với số lượng có hạn. Mỗi một lần tung ra thị trường thì chiếc vang số này chỉ có số lượng là 500 chiếc trên toàn châu Á mà thôi. Và mức giá ở thời điểm hiện tại thì vô cùng hấp dẫn cho dòng sản phẩm vang số BK BPC R300 cộng tại Bảo Châu Lex giảm từ 12 triệu 490 nghìn đồng xuống mức giá là 8 triệu 900 nghìn đồng mà thôi. Và trong video ngày hôm nay, với sự kết hợp thêm một chiếc cục đẩy công suất của BK. Đây là chiếc cục đẩy công suất BK BPC A300 cộng. Không phải là một chiếc cục đẩy công suất mạnh nhất, nhưng nó là một trong những chiếc cục đẩy công suất đắt tiền của thương hiệu BK. Bởi vì với chiếc cục đẩy công suất này thì chúng ta có thể chơi được hệ thống âm thanh 5.1 đó. Với sự kết hợp giữa R300 cộng và A300 cộng, chúng ta có thể phối hợp thành một hệ thống vừa nghe nhạc, karaoke và xem phim 5.1 ngay chính tại gia đình nhà mình, cực kỳ đẳng cấp. Và với chiếc cục đẩy công suất BPC A300 cộng, dòng cục đẩy công suất 5 kênh này của thương hiệu BK cũng đang có mức giá cực kỳ tốt, 11 triệu 900 nghìn đồng, là quý bạn có thể sở hữu ngay chiếc cục đẩy công suất 5 kênh này. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau phối ghép một hệ thống âm thanh hay để cùng trải nghiệm âm thanh. Và để thể hiện tốt được cái giá trị của chiếc vang số được coi là chùm cuối của những chiếc vang số đến từ BK BPC R300 cộng, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau phối ghép một hệ thống âm thanh cực kỳ hay, đồng bộ đến từ thương hiệu của Nhật Bản. Và nổi bật trong bộ dàn ngày hôm nay chính là một cặp loa Bimby 880SE. Đây có thể coi là phân khúc bass 25 giá trị nhất, hay nhất và được ưa chuộng nhất của thương hiệu Bimby, với mức công suất RMS là 400W và có cái giá thành hiện tại là 14 triệu 900 nghìn đồng. Với những dòng loa Bimby thì nó thể hiện cái giải bass rất là sâu và ấm. Bộ dàn ngày hôm nay thì đương nhiên rồi, vẫn là một chiếc cục đẩy công suất 5 kênh đến từ thương hiệu BK BPC A300 cộng đó. Mức công suất là từ 300W tùy vào từng kênh. Tiếp đến đó là chiếc vang số chùm cuối BPC R300 cộng, mẫu vang số 7.1, nghe nhạc, hát karaoke và xem phim. Và bộ micro không dây BK BZ U600, phiên bản modem mới nhất 2021 được tung ra thị trường với cái chất âm rất là dày, độ bắt cao và đặc biệt là cái thiết kế vô cùng đẹp mắt với tông màu vàng và màu hồng rất là nổi bật. Và không thể thiếu được đó chính là một chiếc loa siêu trầm. Với chiếc cục đẩy công suất BPC A300 cộng này thì chúng ta có thể chơi một chiếc súp hơi trong chính gia đình nhà mình để tạo lên tiếng bass uy lực khi xem phim hoặc là hát karaoke. Với chiếc súp ngày hôm nay đó chính là phiên bản BZ-W66 Plus với dòng loa súp kép bass 25, mức công suất đạt khoảng tầm 400W RMS và mức giá thành của dòng sản phẩm này là 6 triệu 990 nghìn đồng. Như vậy là tổng giá trị của bộ dàn ngày hôm nay thì nó có thể đạt khoảng tầm 48 triệu 490 nghìn đồng để quý bạn có thể trải nghiệm âm thanh karaoke và nghe nhạc xem phim. Và ngay bây giờ thì quý bạn sẽ cùng với Đức Anh set up đấu lắp để có thể trải nghiệm âm thanh của bộ dàn này nhé. Và với bộ dàn ngày hôm nay, khi các bạn mua thì sẽ được tặng kèm theo bao gồm 15 mét dây loa như thế này, trị giá là khoảng tầm 300 nghìn. Tiếp đến đó là 3 sợi dây ca lông cũng có mức giá trị là khoảng tầm 300 nghìn. Ngay bây giờ thì quý bạn sẽ cùng với Đức Anh đấu lối bộ dàn này rất là nhanh chóng nhé. Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau đấu tín hiệu từ chiếc vang xuống đi. Với việc đấu tín hiệu từ vang xuống thì chúng ta sẽ sử dụng là 3 sợi dây ca lông. Trong đó thì chúng ta sẽ sử dụng 2 sợi để lấy đường main với cái cấu hình của bộ dàn ngày hôm nay. Chúng ta sẽ lấy tín hiệu từ đường main trên vang số đó xuống đường main của cục đẩy. Chúng ta nhớ nhá, main R thì main L chúng ta cắm đúng chiều, bởi vì
khi mà chúng ta đấu thành hệ thống xem phim với loa center nữa và một cặp surround nữa thì chúng ta cần phải đúng trái phải nhá. Thì nó mới tạo thành hệ thống thanh. Ok được. Tiếp đến đó là với cái hệ thống âm thanh ngày hôm nay thì chúng ta sẽ lấy một cái đường subwoofer. Đó, chúng ta sẽ cắm xuống vào đường subwoofer ở phía cục đẩy công suất. Như vậy là chúng ta đã lấy được đường tín hiệu từ trên chiếc vang này xuống với cái hệ thống âm thanh ngày hôm nay và chiếc cục đẩy. Bây giờ thì nhiệm vụ của chúng ta đó là lấy tín hiệu ra loa thôi. Đầu tiên thì với hai cặp loa Bimby chính ngày hôm nay thì chúng ta sẽ sử dụng sợi dây loa đấu vào đường main. Thì quý bạn lưu ý nhé, chúng ta vẫn quy ước này, vàng là đỏ, xanh là đen thì để chúng ta đấu đúng cực nhé. Rồi, tôi sẽ đấu vào đường main này. Như vậy là chúng ta sẽ đấu được đường tín hiệu dưới cục đẩy ra loa rồi, hai cặp loa chính. Thì bây giờ chúng ta sẽ đấu vào cặp loa. Chúng ta nhớ là dây nào ở bên left, bên right thì chúng ta sẽ đấu đúng vào cái chiếc loa bên đấy nhá. Thì nó sẽ tạo ra cái âm thanh tốt, âm thanh vọt khi mà chúng ta xem phim. Rồi, vẫn là quy ước. Giờ màu cam, màu vàng là vào cực dương, vào cực đỏ. Tiếp đến với hệ thống âm thanh ngày hôm nay thì chúng ta sử dụng một chiếc súp hơi đúng không ạ? Thế nên là chúng ta cũng bắt buộc là phải lấy một đường tín hiệu từ súp ra và lấy công suất từ chiếc cục đẩy công suất 5.1 này. Thì chúng ta nhớ này, chúng ta nhìn rõ vào đường subwoofer này. Đó, chúng ta lấy ra với đường subwoofer. Subwoofer thì chúng ta vẫn quy ước thôi, vàng là vào đỏ và xanh là vào đen. Ngoài ra nếu như nhà quý bạn mà có thêm những cái đường center, đường surround thì chúng ta cũng lấy tín hiệu tương tự để xuống cục đẩy công suất nhé và đấu ra loa bình thường. Bây giờ thì với cục súp VK66 Plus ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bắt dây tín hiệu phần ở dưới này, nó sẽ có phần đỏ và phần đen, thì vẫn là dây vàng màu đỏ màu dương. Khi hoàn thiện xong từ vang xuống đẩy thì bây giờ chúng ta sẽ kết nối từ bộ mic không dây xuống chiếc vang. Thì với đường mic chúng ta sẽ output bằng dây 6 ly xuống đường mic in ở trên con vang này. Thì chúng ta có thể dùng mic A, mic B hoặc là mic A1, B1 cũng được. Rồi chúng ta sẽ cắm nguồn đầy đủ cho các thiết bị này thôi. Và nhiệm vụ cuối cùng của chúng ta chính là cấp nguồn nhạc vào. Thì với chiếc vang số này nó có khá là kiểu đường nhạc vào nhá. Chúng ta có thể sử dụng HDMI này, vì nó là chiếc vang số 7.1 mà. Chúng ta có thể lấy đường HDMI vào này, đường quang học này, đường analog VOD, AUX, rồi BGM, đường cổng coaxial này, đó, cáp đồng trục này. Thì ngày hôm nay tôi sẽ sử dụng một cái đường cổng, đó là cổng optical, và sử dụng cái dây quang này để cấp nhạc vào. Đó. Như vậy là chúng ta đã đấu lối hoàn thiện thành công. Và ngay bây giờ thì phần còn lại là chúng ta sẽ cùng nhau cảm nhận và trải nghiệm âm thanh của bộ dàn ngày hôm nay. Mưa khuya hắt hiu xuyên qua mảnh tình ngắn cánh rồi. Đêm qua trắng đêm mơ thương hình bóng cũ xa xôi. Em ơi bước đi xa nhau rồi, ngày vui đâu còn. Đèn vàng nhòa sương chưa tắt, khu phố mưa lạnh buồn đêm. Hôm em bước lên xe hoa về, nhà tươi pháo hồng. Em ơi pháo vui như vô tình sẽ nát tim ai. Bao nhiêu ước mơ nay phải tàn, tình ơi phũ phàng. Một ngày dù duyên chưa thắm, chuyến đò xưa sao nỡ quên. Em sao đằng kia lại nhớ đằng ta tình.
ngồi đây tớ tưởng riêng mình với niềm mơ ước vây quanh. Em ơi, ước gì mình là đôi chim, ước gì mình là sao đêm hay là trăng rọi sáng đường hoa, để anh đưa nó đêm sớm chiều trên lối đi về không còn yêu. Trọn đời mình gần bên nhau, tình yêu thêm sắc thêm màu, không còn lo thương nhớ người yêu. Với cấu hình đẳng cấp ngày hôm nay, quy tụ nhiều tên tuổi lớn đến từ thương hiệu của Nhật Bản như chiếc vang số BK BPC R300+, chùm cuối của những chiếc vang số đến từ Nhật Bản này. Chiếc vang số này giúp chúng ta có thể trải nghiệm âm thanh 7.1, hát karaoke, nghe nhạc và xem phim cực kỳ đẳng cấp. Ngoài ra, chiếc vang số này đang có chương trình sale rất là mạnh tại Bảo Châu Lex, chỉ còn 8.900.000 đồng mà thôi. Kết hợp với một chiếc cục đẩy công suất BPC A300+, đây là dòng cục đẩy công suất 5.1 đang có mức giá giảm mạnh tại Bảo Châu Lex, chỉ còn 11.900.000 đồng. Ngoài ra thì kết hợp với những cặp loa Bimby 880SE cực kỳ cao cấp Bass 25, một bộ micro không dây BK BJU600 phiên bản model mới nhất 2021 và kết hợp với một chiếc súp hơi súp kép Bass 25 BK BJW66+. Tổng giá trị của bộ dàn ngày hôm nay chỉ là 48.490.000 đồng mà thôi, chắc chắn sẽ không làm các bạn phải thất vọng. Các bạn có thể liên hệ ngay tới số hotline 19000255 hoặc gọi tới số di động 0941859988 của Đức Anh để có thể đặt hàng và mua hàng online. Ngoài ra, các bạn có thể đến với 11 showroom trên toàn quốc của Bảo Châu Lex để có thể mua hàng trực tiếp. Bảo Châu Lex là một đơn vị có bề dày lịch sử 20 năm và 11 cơ sở trên toàn quốc. Chúng tôi giao hàng lắp đặt miễn phí trong vòng bán kính 30 km trên toàn quốc tính từ showroom gần nhất để phục vụ các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của chúng tôi. Đừng quên nhấn like, share, đăng ký theo dõi kênh YouTube của Bảo Châu Lex và đừng quên nhấn vào nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bạn lo lắng về giá thành, băn khoăn khi mua sản phẩm trả góp, bạn sợ lãi suất cao hay phân vân về thủ tục? Bảo Châu Lex sẽ giúp đập tan nỗi lo đó với chương trình trả góp lãi suất thấp. Bạn sẽ thả ga mua sắm. Chỉ với 10% trả trước, bạn sẽ sở hữu ngay dàn âm thanh karaoke. Đừng bỏ lỡ!